Thưa quý vị và các bạn, môi trường luôn là tiêu chí khó thực hiện đối với mỗi địa phương trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhưng với xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, bằng phương pháp cách làm phù hợp, hiệu quả, xã đã thực hiện thành công tiêu chí môi trường, góp phần về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra. Quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, đó chính là phương pháp được các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tam Hợp triển khai thực hiện trong thực hiện tiêu chí môi trường. Tiêu chí về môi trường là một trong những tiêu chí mà chúng ta cần phải quan tâm nhiều nhất. Về cái tiêu chí này, nó thường xuyên diễn ra hàng ngày hàng giờ. Rác thải, khí thải trên địa bàn, địa phương, nếu chúng ta không có sự quan tâm, thì năm chúng ta đạt được, có thể năm sau chúng ta cũng không đạt được những tiêu chí đó. Do vậy là cái tiêu chí này chúng ta cần phải tuyên truyền sâu sắc trong quần chúng nhân dân để nhân dân có ý thức thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. Xã Tam Hợp đã sớm thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của hợp tác xã môi trường, góp phần thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển xử lý rác thải trên địa bàn và tạo công ăn việc làm cho lao động tại địa phương, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Các bãi rác tạm đã được xóa bỏ. Rác từ các gia đình là các tổ thu gom trong ngày chuyển vào lò đốt rác và xử lý luôn. Cảnh quan môi trường được sạch sẽ. Đấy. Bà con thì trong toàn xã hưởng ứng, bây giờ 9 trên 9 thôn là có tổ thu gom và có xe vận chuyển về tới tận lò. Không như trước, trước thì nửa tháng hoặc một tuần mới có xe ô tô về vận chuyển rác đi. Thì nó rất là ô nhiễm. Trong quá trình hoạt động của hợp tác xã thì cuộc sống, thu nhập, đồng lương, hợp tác xã đã giải quyết được công ăn việc làm và thu nhập hiện tại được là 3 triệu rưỡi đến 4 triệu đồng trên công nhân và công việc ổn định và tạo cái công ăn việc làm cũng như là cái môi trường cảnh quan trong khu vực địa phương của xã. Kinh nghiệm trong thực hiện tiêu chí môi trường ở xã Tam Hợp đã chứng minh ở nơi nào cấp ủy Đảng, chính quyền sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực và tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác bảo vệ môi trường, thì tiêu chí môi trường sẽ không còn là tiêu chí khó thực hiện đối với mỗi địa phương.